Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với vườn của Hoàng Long Garden. Thì ngày hôm nay vườn Hoàng Long Garden vừa mới về rất là nhiều cây quýt Mỹ Lùn luôn. Mọi người xem nè. Đó, và cây quýt Mỹ Lùn nào của chúng ta cũng đang đều có trái và bung đọt non, phát triển cực kỳ tốt luôn. Thì bây giờ em sẽ lấy một vài cây quýt Mỹ Lùn này ra để quay cho mọi người cùng xem, cũng như là em sẽ chỉ cho mọi người cái cách để mà mình thay chậu cho cái cây quýt Mỹ Lùn này và vị trí để mà mình đặt cái cây quýt Mỹ Lùn này. Đó, và cây quýt Mỹ Lùn này là dòng cây có múi và rất dễ bị một số bệnh. Thì sẵn đây thì em cũng sẽ nói luôn về một số bệnh mà cây quýt Mỹ Lùn này thường gặp nha mọi người. Và bây giờ mọi người theo em ạ. Đây là ba cây quýt Mỹ Lùn mà em đã chuẩn bị để quay cho mọi người xem nè. Thì cái dòng quýt Mỹ Lùn này á, xuất phát của nó là ở Nhật. Đó, nhiều người cũng gọi nó một cái tên là quýt Nhật Lùn. Đó, tùy theo từng chỗ mà người ta sẽ gọi nó là một cái tên nó khác nhau. Và cây quýt Mỹ Lùn này á, đặc điểm của nó là nó chỉ thấp, nó lùn như vậy thôi mà nó đã cho rất là nhiều trái rồi. Nếu mà mình trồng một cái cây quýt Mỹ Lùn này ở trong chậu á, thì chiều cao tối đa của nó có thể đạt tới tầm khoảng 1,5 m thôi, nó không quá cao và nó sẽ cho trái sum xuê và quanh năm rất là nhiều trái luôn nha mọi người. Những cây quýt Mỹ Lùn của bên shop Hoàng Long Garden á, là thuộc dạng cây ghép nha mọi người. Đó, và vườn Hoàng Long Garden đã chăm những cái cây này khoảng cỡ tầm 1 năm rồi và mắt ghép nó cũng đã liền lại rồi. Đó, đối với cái dòng cây ghép này á, thì nó sẽ cho ra trái nhanh hơn là cái cây của mình khi mà mình trồng từ hạt. Và cái trái quýt Mỹ Lùn này nè, nó thì nó sẽ lúc mà nó lớn lên á là nó sẽ có kích thước lớn hơn trái chanh một tí xíu và cái vỏ của nó nè nó sẽ hơi sần sùi. Khi mà chín á là cái trái này á nó sẽ chuyển sang cái màu vàng. Khi mà cắt vô bên trong á thì cái trái quýt Mỹ Lùn nè nó sẽ có cái ruột màu vàng mà nó kiểu giống như là cái màu của mật ong vậy á, rất là đẹp luôn và có cái vị ngọt thanh. Nào bây giờ mọi người cùng xem cái thân của cây quýt Mỹ Lùn nè. Đó, thì đối với cái dòng cây ăn trái mà có múi á, cái thân mà nó to như vậy á là nó đã tầm được cỡ 1 tuổi rồi. Tại vì dòng cây ăn trái có múi á, cái thân của nó rất là lâu phát triển. Nó sẽ mọc cành lá và trái rất là nhiều cho nên là thân của nó lâu lớn lắm. Đó, nè mọi người xem nè. Và được một cái đặc biệt nữa là cái lá của cây quýt Mỹ Lùn nè, mọi người thấy không? Đó, nó sẽ hơi xoăn xoăn một tí xíu và nó mọc sát nhau. Đó, khi mà cây quýt Mỹ Lùn này ra trái á, thì nó sẽ đầu thành từng chùm. Nè đó, từng chùm giống như vậy nè. Đó, từng chùm luôn. Rất là nhiều trái, một cây quýt Mỹ Lùn á, nó có thể tới 30-40 trái là bình thường. Hoa của cây quýt Mỹ Lùn thì nó sẽ có màu trắng nha. Và đặc biệt một cái nữa là hoa này nó rất là thơm, nó thơm như là hoa lài vậy. Khi mà cây quýt Mỹ Lùn này á, tới cái độ mà nó nở hoa ra thì thơm ngát hết cả nhà luôn. Và mọi người có để ý cái cành của cây quýt Mỹ Lùn này không? Đó, cái cành của nó thì nó rất là mềm. Cho nên là cây quýt Mỹ Lùn này nhiều người á, còn có thể uốn nó thành theo dáng bonsai được nha. Nó rất là đẹp luôn đó mọi người. Và bây giờ em sẽ dạy cho mọi người cái cách khi mà mình mua cái quýt Mỹ Lùn này về và mình thay một cái chậu cho nó. Và cũng như là mình sẽ chọn cái vị trí mà để đặt cái quýt Mỹ Lùn này làm sao cho nó phù hợp nha. Để mà mình thay một cái chậu cho cây quýt Mỹ Lùn này á, thì mọi người cần chuẩn bị nè. Đó là một cái chậu bé như vậy thôi, đường kính nó khoảng tầm 30 cm thôi là đủ rồi. Đó, bên này là đất ở đây á, bên vườn Hoàng Long sử dụng á là loại đất đỏ ba gian. Đó, và tiếp theo nữa đó là phân ở đây là phân dơ nha. Đó, và bây giờ chúng ta cùng tiến hành để thay cái chậu cho cây quýt Mỹ Lùn này. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho đất vào trong cái chậu. Đó, thì mọi người cho lót một lớp đất ở dưới mặt. Và sau đó chúng ta sẽ rải một lớp phân lót. Tiếp theo là chúng ta sẽ xé cái bầu của cái cây quýt Mỹ Lùn này ra. Nè mọi người chú ý nha. Nè, chúng ta sẽ lấy tay và xé cái bầu của cây quýt Mỹ Lùn này ra. Đó, xé như vậy ra. Và đặt vào trong cái chậu.
Và cuối cùng chúng ta chỉ cần thêm đất nữa là chúng ta đã xong. Và bây giờ chúng ta cùng rải một ít phân lên trên mặt cho cây quýt Mỹ Lùng này. Xong rồi chúng ta tưới nước cho nó. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái công đoạn thay cái chậu cho cây quýt Mỹ Lùng này. Vừa rồi thì em đã thực hiện thao tác là thay chậu cho cái cây quýt Mỹ Lùng này rồi. Đó, và mọi người lưu ý là khi mà mình trồng cái cây quýt Mỹ Lùng này á, thì mọi người sẽ trồng nó ở một nơi có đầy đủ nắng từ sáng tới chiều càng tốt. Nếu mà nhà mọi người không có cái điều kiện nắng giống như vậy á, thì mình có thể hoàn toàn trồng cây quýt Mỹ Lùng này ở ban công nhà mình. Nắng chỉ đập tầm khoảng 4 tới 5 tiếng một ngày thì cây quýt Mỹ Lùng này nó cũng sống được. Nhưng mà nó sẽ không có ra trái nhiều giống như là khi mà mình trồng ở một nơi đầy đủ nắng từ sáng tới chiều. Cây quýt Mỹ Lùng nói riêng nè, hoặc là những dòng cây ăn trái có múi nói chung, thì cái độ mùa mưa này á, rất là dễ bị con sâu vẽ bùa nó ăn. Và cái cây này nè, cũng cái lá của nó cũng đang có một con sâu vẽ bùa nó đang ăn nè. Thì bây giờ em sẽ quay con sâu vẽ bùa này cho mọi người cùng xem nha. Nè mọi người có thấy không? Đó, ở trên lá nó sẽ có những cái đường vân trắng trắng này giống như là bùa. Cái đó là sâu vẽ bùa, nó sẽ ăn cái diệp lục của lá. Khi mà bị con sâu này nó ăn á, thì cái lá của mình á, nó sẽ không quang hợp được. Và cái cây của mình sẽ suy yếu từ từ và sẽ dần dần chết. Đó, thì để trị cái con sâu này á, rất là dễ. Mọi người á, có thể dùng phương pháp truyền thống. Đó là mình xài cái nước tỏi và ớt, mình giã ra rồi mình pha loãng cái nước đó ra, mình xịt lên trên cái cây này để tránh cho con bướm nó đậu vào cái lá của mình và nó đẻ ra cái con sâu vẽ bùa này. Hoặc là mình có thể xài một cái loại thuốc trừ sâu sinh học, đó là cái gói Regen này nè mọi người. Đó, thì mọi người sử dụng cái gói Regen này để xịt lên cái cây khi mà nó đang bung đọt non, tại vì sâu vẽ bùa nó rất là thích ăn những cái đọt non, cái lá nó mới ra. Đó, thì mọi người xài cái Regen này thì sẽ trị được cái con sâu vẽ bùa này nha mọi người. Vừa rồi thì em đã giới thiệu qua cây quýt Mỹ Lùng này của bên vườn Hoàng Long Garden cho mọi người xem rồi. Đó, và nếu mà mọi người yêu thích cây quýt Mỹ Lùng này á, hoặc là muốn tìm hiểu thêm thông tin gì về cái quýt Mỹ Lùng này, thì mọi người có thể truy cập vào website cayantrai.vn để tìm hiểu thêm thông tin về cây quýt Mỹ này và nhiều dòng sản phẩm khác của Hoàng Long Garden. Hoặc là mọi người có thể đến trực tiếp bên vườn Hoàng Long Garden, địa chỉ là 203 Phan Huyết, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn mọi người đã đón xem video và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo.